Đây là chợ Tóc Tiên nha. À, cái đường này là chạy thẳng vào cái lô đất của dự án của bên mình đây. Đây, đường này chạy vào, chạy thẳng vào. Đường này là đường nhựa hết nha. Chạy thẳng vào. Đây, tí nữa mình sẽ chạy vào cho cả nhà xem cái lô đất của mình ở trong đó. Ngay chỗ chợ chợ Tóc Tiên luôn. Tóc Tiên không phải là Thủy Tiên nha. Nói chung là cũng trong đó khu dân cư rồi này kia nó làm bài tụ. Ở đây thì nhìn qua tổng thể thì thấy cũng chẳng thiếu gì. Ok, chào cả nhà. Tí nữa mình chạy vào cho cả nhà xem lô đất nha. Phía trước là hồ Châu Pha. Đường rải nhựa. Đấy, đất là phân lô có sổ hết rồi cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Đấy, đường mới mở đây. Cái đường này mới rải nhựa, nhựa vẫn còn thơm ha cả nhà nha. Nhựa vẫn còn thơm. Ở bên này một bên là núi, có một bên là biển. Nó biển cho hành tráng, nhưng thực sự cái này là cái hồ. Hồ này là hồ Châu Pha. Hồ này là cái hồ Châu Pha. Ở đây là công ty phân ra là 5x25. Em quay cho cả nhà xem. Cả nhà có nhu cầu đầu tư ở Vũng Tàu thì liên hệ mình ha. Để giá F1 luôn. Nhựa vẫn còn thơm, vừa mới đổ nên là nhựa vẫn còn thơm.